Chào toàn thể anh em. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu mã sản phẩm video số 49 ở bên em nhá. Nhắc lại cho em. Video số 49 bộ cần câu tay GW tứ trúc. Đấy. Nghĩa là giá trúc đây anh em ạ. Đấy, cần giá trúc, màu sắc giá trúc. Thì rất em đã làm cái video giới thiệu cái cây cần này rồi. Thì có rất nhiều anh em gọi thì bảo là cho thêm cái phụ kiện vào. Đấy, cho phao các thứ vào, túi đựng cần vào xem giá bao nhiêu. Thì hôm nay em cũng có thời gian rảnh nên cái video cho anh em đáp ứng nhu cầu của anh em. Đây, như cái video 49 này em giới thiệu cho anh em nhá. Bộ cần câu tay tứ trúc gồm có một cần, một bao đựng cần, hai cuốn cần, cái cuốn tay cầm cho êm đấy, một cước có chì hạt chặn rồi đấy, và combo phao 5 quả rồi. Đây thì em sẽ vào luôn chi tiết. Đầu tiên hai cuốn cần đấy, hai cuốn cần cho anh em đấy, hai cuốn cần, ok chưa ạ? Hai cuốn cần. Tiếp đến đây, tiếp đến là cước chì. Đấy, em đã làm sẵn rồi. Đấy, cái combo này đã sẵn rồi, anh em chỉ việc mà buộc trục cước lưỡi và là xong. Đấy, ba khóa lê, ba chân cắm kèm theo một bộ đấy là đây anh em ạ. 5 phao. 5 phao la lô nha anh em nhé. Đây, 5 phao la lô. Ok chưa? 5 phao la lô và một hộp thẻo xanh. Đây. Ok chưa anh em? 5 phao nhá. Anh em câu rô, câu chê, câu chấm, chép đều thoải mái. Đấy. Có từng những cái phao nhỏ anh em câu lức lông, và có những cái phao anh em câu lức sâu. Tiếp đến là một bao đựng cần dàn di, một bao đựng cần dàn di cho anh em, ok chưa? Bao đựng cần dàn di cho anh em đây, đây. Quay ra xa anh em xem, bao đựng cần dàn di có thể đựng tới 4-5 cần, đấy, ok cho anh em. Đấy. Tiếp đến là cần GW tứ trúc chính hãng này, hàng giá tiền. Đấy, em đã có giới thiệu video rồi, hàng giá tiền. Thì cái đọt cần này cần tương đương với cần khoảng tầm 6H. Đấy, đọt cần này em đã giới thiệu rồi. Đấy, cần đây, phôi em giới thiệu lại, cần đây, phôi của nó. Đấy, ok cho anh em. Đấy, đây đọt 6H carbon. Đây, em đo luôn cái đọt của nó này. Đọt của nó là 1.6 anh em ạ. Đọt của nó là 1.6. Đọt xoay, đầu xoay. Ok chưa? Đấy. Cái cân nặng của cần này thì là cần 3m6 là 130g. Cần 4m5 là 190g. Cần 5m4 là 260g, và cần
6m3 là 330g anh em nhé. Đấy. Thì cần này, trong cái video này, video 49 này thì em cũng công khai giá luôn. Nói nhá, đây, cần một cần. Nếu mà bộ combo video số 48 này, à 49 này, combo đây như trên video anh em xem nhá. Đấy. Một bộ này, một cần, một combo phao, một thẻo, hai quấn cần. Có giá 36 là 320, 45 là 350, 5m4 là 306, 6m3 là 410.000. Đấy. Nếu anh em nào mua kèm thêm túi đựng cần, anh em nào mua kèm thêm túi đựng cần này thì cộng thêm cho em 40.000 nhá. Cộng thêm cho anh em 40.000. Đấy nhá. Anh em nào mua thêm bạn đựng cần thì cộng thêm 40.000. Còn không, anh em nào không mua bạn đựng cần thì giá như vừa rồi nhá. Ok chưa ạ? Đấy. Giá thì chưa bao gồm phí ship anh em nhá. Đấy. Giá thì chưa bao gồm phí ship. Ship toàn quốc. Giá ship toàn quốc. Đấy, giá ship toàn quốc là 30.000. Đấy, trên một đơn hàng toàn quốc. Khi anh em nào mua trên 2 cần trở lên, 2 bộ trở lên thì sẽ được miễn phí ship toàn quốc anh em nhá. Đấy. Thì hàng nhà em thì được kiểm tra hàng, chi thanh toán đúng như anh em xem video, đúng như em quảng cáo thì anh em nhận hàng nhá. Bị nhắc lại cho anh em, video số 49 bộ cần câu GW chỉ tổ chức kèm phụ kiện. Đấy, anh em mua hàng để lại số điện thoại và địa chỉ dưới phần bình luận, hoặc liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0366611689 hoặc số điện thoại 0948012669 anh em nhé. Rồi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá.